mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 126, tình thế đảo ngược, thủy di nương bị đánh, 4. Đúng vậy, lúc trước phu nhân buộc nô tỳ đổi thành nhục quế, nô tỳ cũng không biết bên trong vì sao lại là hậu pháp. Lúc này, Xuân Sảo cũng không giả vờ khóc lóc nữa vẫn quỳ trên mặt đất mà ngừng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng nàng đã làm theo lời dặn, thay toàn bộ thuốc bột bên trong, vì sao bên trong vẫn là hậu pháp. Vân Khanh cười thản nhiên, mắt phượng như ngưng tụ một tầng xương mang theo hàn ý buốt người, xuân xảo, người thật trung tâm với phu nhân nha. Người bình thường nghe được rằng dược không bị đổi thì chắc chắc đã rất vui mừng vì tội danh của mình đã được tẩy sạch, bởi dù sao việc mưu hại con nối dòng trong phủ tội không nhẹ. Thế nhưng ngươi vẫn lớn tiếng nói cho những người khác rằng cho dù bên trong là bột hậu pháp thì phu nhân cũng đã từng cho ngươi đổi thành bột nhục quý. Trung thành và tận tâm như thế thật sự là không giống người thường nha. Các nàng cho dù có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ ra. Từ lúc Xuân Sảo lén đụng phải Trụy Nhi ngày ấy thì Vân Khanh đã phát hiện không đúng, đã hỏi ngay Trụy Nhi xem lúc ấy trên tay Xuân Sảo có cầm gì đó hay không. Sau khi nhận được tin rằng Xuân Sảo cũng cầm một gói thuốc tương tự, nàng liền cảm thấy chắc chắn trong đó có sự kỳ quái, nên đã bảo Thanh Liên lặng lẽ đi theo sau Xuân Sảo xem xét từng hành động của nàng. Khi phát hiện nàng đổi dược, họ đã lập tức đem bột thuốc đã bị đổi bên trong đổi lại trở về. Nghe đại tiểu thư nói vậy, thân thể Xuân Sảo đột nhiên biến lạnh, nàng thật không ngờ tới điểm này. Nhìn vào cặp mắt sáng giỏi của đại tiểu thư, nàng cảm thấy tất cả nội tâm của mình đều bị xem thấu. Xuân xảo, sao còn chưa nói thật ra, thuốc này đến tột cùng là chuyện gì? Tạ thị lớn tiếng quát, xuân xảo này trước kia ở lại trong phủ đã cố tình câu dẫn thẩm mẩu, sau khi được trải tóc làm thông phòng xong lại dục dịch. Sau đó là chuyện của Tô Mi, tạ thị vất vả lắm mới cứu nàng ra ngoài được, thế mà giờ nàng còn làm những chuyện tài trời thế này, đã vậy còn vu khống là do tạ thị sai khiến. Tạ thị hoàn toàn không tin chỉ với thân phận là một nha hoàn như nàng mà dám to gan lớn mật vu khống chủ mẫu chuyện này chắc si sau lưng hắn nàng có người sai khiến mà người này tạ thị ngước mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thủy di nương chỉ có nữ nhân này mới là người thích đứng phía sau châm mòi lúc này xuân xảo vẫn cả cuống chết đến đít còn cay ngẩng đầu nhìn tạ thị nói phu nhân chuyện này đều là người sai khiến chính người bảo nô tỳ bỏ bột nhục quế vào trong thuốc. Vân Khanh nhìn thái độ thả chết cũng phải vu khống tạ thị của nàng ta thì cũng khá tò mò. Chẳng hiểu Thủy Di Nương hứa hẹn với nàng ta yêu Việt gì mà nàng ta lại chấp nhất đến thế. Nhưng nếu nàng ta đã trung thành và tận tâm muốn chết như vậy, nàng liền cho nàng ta đi chết vậy. Vân Khanh nhẹ nhàng cười, nói với Xuân Sảo. Xuân Sảo, khoan nãy nói là chuyện này không phải do phu nhân sai khiến chỉ riêng chuyện ngươi khăng khăng muốn lôi kéo phu nhân vào chuyện này thì liệu chính ngươi còn có một con đường sống sao hãm hại chủ tử vô hãm chủ mẫu ngươi cũng biết là tội gì rồi đó cho dù hôm nay phu nhân bị định là có tội ngươi là kẻ trực tiếp hạ độc mưu hại con cháu thẩm ra cũng không có đường sống đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người nào có thể bảo trụ ngươi được sao bảo trụ nàng lão phu nhân đầu tiên là phản đối căm hận chỉ vào xuân xảo Hừ, mơ tưởng. Bất luận người nào chủ định chuyện này, tiện nhân này trực tiếp kê đơn độc hại, tôn tử của ta nhất định phải chết. Lời Vân Khanh thật là đã đánh đúng ngay vào tâm tư của Xuân Sao. Lúc trước, Thủy Di nương cho người gửi lời đến nàng ta, nói là dùng việc này lật đổ Tạ thị xong, Thủy Di nương là thân thích của lão phu nhân nên chỉ cần mang thai thì nhất định có thể được phù lên làm chính thất. Đến lúc đó nàng sẽ nâng xuân xảo lên thành di nương mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lão phu nhân là thím họ xa của Thủy Di Nương, Thủy Di Nương sẽ mở miệng cầu tình dùm cho nàng, nhiều lắm là chịu đánh vài đại bản chứ sẽ không bị gì khác. Ai ngờ, nay nghe lão phu nhân lên tiếng rằng dù gì cũng sẽ không bỏ qua cho mình thì Xuân Sảo lập tức hoảng hốt, nhìn Thủy Di Nương nói, Di Nương, lúc trước ngươi nói với tỷ thiếp thế nào, ngươi nói chỉ cần nô tỳ làm theo phân phó của ngươi, hại chết đứa bé trong bụng mi cô nương rồi lại đổ hết lên đầu phu nhân. Chỉ cần phu nhân bị hưu, đại tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy ghét bỏ và giam lỏng theo, đến lúc đó trong nhà ngươi chính là độc đại. Cho dù lão phu nhân có giận chó đánh mèo với ta, ngươi sẽ thay ta cầu tình mà. Những lời này vừa thốt ra thì mọi người quay qua nhìn lẫn nhau, mặt mày ai nấy đều có nét kinh hoàng. Ai cũng không thể ngờ thuốc này là do Thủy Di Nương cho đổi đúng là thay đổi đầy kịch tính nha mặt thủy di nương đầy vẻ kích động phẫn nộ quát tướng lên xuân xảo ngươi đừng tùy tiện ăn nói lung tung thuốc này rõ ràng là phu nhân cho ngươi bỏ vào ngươi muốn cầu xin thì cầu xin phu nhân đi nhưng cho dù nàng ám chỉ như vậy xuân Sảo cũng không nghe nàng nữa mà lết đến dưới chân nàng lớn tim khóc thủy di nương chính ngươi sai ta đổi thuốc bột kia sao giờ lại không che chở ta nếu biết là đằng nào cũng bị đánh chết thì dù thế nào ta cũng sẽ không giúp một tay thủy di nương hoảng hốt vội vàng xông lên trước tát liên tiếp vào miệng xuân xảo bông bốp sáu cái liều loát liền mạch đánh đến mắt xuân xảo trở nên mông lung miệng mồm tê dại chảy máu nghiến răng nghiến lợi mắng to ngươi thấy phu nhân thế lực lớn thì quay sang vu hã một di nương nho nhỏ như ta hả muốn tự bảo vệ mình bằng cách này hả thông minh quá nhỉ nói xong liền quỳ sụp gối xuống trước mét lão phu nhân khóc nói: "Thím à, thím nhìn Thủy Nhi lớn lên, từ nhỏ đã đơn thuần thiên chân, làm sao có thể có tâm tư giống như này được? Tiện nhân này nhất định là thấy thuốc bột không hiểu sao lại tự nhiên đổi lại nên muốn bảo trụ phu nhân, lại vu cho cháu." Lão phu nhân ngồi trên giường La Hán, nhìn nàng mặt mày đầy lệ thì trong lòng giận dữ. Chương 127: Tình thế đảo ngược, Thủy Di nương bị đánh, năm Bà nghe là đã biết cháu gái họ xa chẳng làm được việc gì nên hồn này nói vòng nói vo chẳng qua là để lấp liếm chuyện mình âm mưu ngáng chân. Muốn mượn việc trừ bỏ tô mi để buộc bà ép thầm mậu hưu tạ thị, giờ ngược lại khéo qua hóa vụng, bị vạch trần âm mưu trước mặt mọi người. Cũng may nàng còn thông minh, mồm năm miệng mười lấp liếm lời vạch trần của xuân sao. Nếu hôm nay việc này phải tìm người chịu tội thay, vậy thì tìm tạ thị đi dù sao một đứa con dâu không sinh được tôn tử, bà cũng đã muốn đổi tiệt từ lâu. Nghe Thủy Di Nương vừa khóc vừa kêu hết câu này đến câu khác, là lối kêu oan tiếng sau cao hơn tiếng trước, Vân Khanh lại nở nụ cười, đưa mắt lạnh lẽo nhìn xem lão phu nhân chuyển biến sắc mặt rồi cuối cùng lại dừng mắt trên người tạ thị. Đáy mắt nàng lập tức lộ nét sắc bén, đến tận lúc này mà bà nội còn muốn bắt nạt nương của nàng. Nàng dành trước một bước, nói với Thủy Di Nương, chật chật, di nương à, nếu không phải do ta nhìn thấy chứng cớ thì chắc hẳn lúc này cũng bị lời nói của ngươi làm cho tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi thật sự để lại nhiều lỗ hồng lắm. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngay lập tức, sau rèm cửa có hai người bị lôi sành sạch vào. Người đầu tiên chính là Hoàng Đại Phu vừa cắp đít chạy trốn lúc nãy, giờ bị hai bà từ tráng kiện bắt quặt cánh tay đẩy mạnh vào phòng, đứng ở một bên. Ngoài ra, còn một bà từ dáng vẻ thô kệch cũng bị vặn tay đẩy tiến vào. Nhìn tình thế như vậy, Thủy Di Nương ngay cả khóc cũng đều quên, hoảng hốt nhìn hai kẻ vừa bị đầy vào, mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ, rồi lại từ đỏ hóa xanh. Biến hóa vô cùng phấn khích. Vân Khanh lạnh lùng cười, quay đầu nói với Hoàng Đại Phu, nếu vừa rồi Hoàng Đại Phu nói mình y thuật không tinh, ngay cả nhục quế và hậu phác đều phân biệt không được. Vậy nhỡ về sau khai thuốc cho bệnh nhân lại nhầm thạch tín thành nhân sâm thì đúng là sẽ hại cả đời người ta. Ta thấy hay là ngươi đừng làm nghề y nữa. Không hành nghề y thì sao sống được đây? Hoàng Đại Phu run rẩy một chút, vẻ mặt vinh váo nói, vừa rồi bất quá là ta nhất thời sơ sẩy mà thôi, về sau sẽ không. Nhất thời sơ sẩy, e là không phải đâu, vừa rồi, ngươi làm tới hai lần kiểm nghiệm nhưng đều không có nếm thử hương vị của bột thuốc nếu là sơ sẩy thì không có khả năng ngay cả phương pháp nhận biết tối thiểu cũng không biết. Tề Đại Phu, ngươi nói có đúng hay không? Vân Khanh quay đầu hỏi Tề Đại Phu. Ngay từ đầu khi nàng đi theo vấn lão thái gia học y là đã biết, y thuật dùng để cứu người hay hại người chẳng qua chỉ cách nhau một đường danh nhận định của bản thân. Nàng không tin Hoàng Đại Phu thật sự không biết sự khác nhau giữa nhục quế và hậu pháp chỉ có thể là lão đã bị thủy di nương mua chuộc nên trên cơ bản là đã biết bột thuốc trong bao là cái gì chỉ cần tùy tiện liếc mắt vờ tra xét một cái là nói ra ngay được một kẻ như thế giờ có thể giúp thủy di nương hãm hại mẫu thân về sau không chừng còn có thể làm ra việc gì nghiêm trọng hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng chút nào với lão tề đại phu nhìn lướt qua hoàng đại phu trong mắt đều là nét khinh bỉ mưu này nếu hắn còn không nhìn ra được thì cũng uổng công hắn đã làm nghề y nhiều năm. Hắn lạnh lùng nói, thầm tiểu thư nói đúng cực kỳ. Hắn ghét nhất là lũ đại phu lợi dụng kiến thức y thuật mà giúp kẻ khác hại người. Hoàng đại phu biết ý tứ của những lời này là dự tính hủy bỏ tư cách làm nghề y của hắn. Ở đại ưng, là một thầy lang phiêu bạt thì đơn giản, nhưng muốn là một đại phu có thể ngồi công đường xử án thì phải qua khảo hạch của quan phù và đăng ký hành nghề đại phu mồi công đường xử án và đại phu ngao du bốn phương khác nhau rất lớn đầu tiên là được quan lại địa phương thừa nhận có thể mở quán hành y lại được quan phủ bảo hộ thứ hai cũng là một loại khuếch trương tiếng tăm về y thuật một y quán có đại phu được mồi công đường xử án thì việc làm ăn mới có thể tốt lên được lão khảo hạch nhiều năm như vậy nhưng đến năm kia mới có được tư cách này Này nếu bị hủy bỏ thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ đó sao Lập tức, hắn mặt mày mếu máu, nói, thầm tiểu thư, tại hạ không phải là không nhận thức được hai loại dược khác nhau, mà thật ra là vì đã nhận của Thủy Di Nương một thỏi vàng. Tại hạ trả lại vàng cho ngươi, cầu ngươi đừng khởi tố lên quan phủ. Thì ra là đã cho lão hẳn một thỏi vàng cơ đấy. Vân Khanh nhìn thoáng qua Thủy Di Nương đang lộ vẻ bực dọc vô cùng. Nàng ta nghĩ rằng mình đã sắp xếp thế cục hoàn mỹ không sứt mẻ đến nỗi không ai có thể phát hiện đấy à. Lúc này, Thủy Di Nương làm sao chịu để cho kẻ nào chỉ tội lên nàng ta được, lập tức la lối, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có phải nói bậy hay không thì nhìn đã biết, Thủy Di Nương la dối cái gì. Vân Khanh cười nhẹ, cho dù Hoàng Đại Phu nói bậy, Xuân Sảo cũng sẽ không nói bậy. Tiện nhân kia dám cắn bậy ta, kéo xuống đánh chết. Thủy Di Nương thấy hết người này đến người khác nêu ra tất cả căn cứ chính xác xác định nàng ta là kẻ chủ mưu thì bối rối la to lên. Trong mắt nàng ta, Xuân Sảo vốn phải chết, cho dù không bị lão phu nhân đánh chết thì nàng ta cũng sẽ không ngu đâu mà để lại một cái tai họa ngầm như vậy trên đời. Nãy giờ Vân Khanh chờ chính là những lời này, lập tức quay sang bà Tử Thô kịch đang quỳ trên mặt đất kia, nói: "Ngươi nhìn đi, Thủy Di Nương cũng không tính cho con gái ngươi lên làm Di Nương đâu. Tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật khai ra hết sự thật đi. Bà tử kia đúng là mã bà tử chuyên lo về hoa viên mà Vấn Nhi đã nói qua, là nương của Xuân Sào. Ngày ấy, bà ta chính là người đã lén lút ra ngoài mua thuốc rồi sai người đưa đi, cũng là vì được Thủy Di Nương hứa hẹn rằng sẽ đỡ cho con gái bà ta lên làm Di Nương. Lúc này, Thấy Thủy Di Nương muốn đánh chết con gái mình thì hiểu ngay những lời hứa hẹn trước kia chẳng qua chỉ là giả dối. Liền nghiến răng nghiến lợi nói, Thủy Di Nương giỏi nhỉ. Lúc đầu ngươi nói với ta thế nào, ngươi muốn ta đưa thuốc cho Xuân Sảo, bảo là chỉ cần nàng hạ dược mi cô nương thì sẽ lập tức giúp nó lên làm Di Nương. Giờ ngươi qua cầu rút ván, muốn đánh chết nó, ta nói cho ngươi biết, không dễ vậy đâu. Ta nói vậy hồi nào, đồ chó già, đừng cắn người lung tung. Thủy Di Nương lớn tiếng phủ nhận, nàng ta có chỗ rửa, ngay cả tạ thị đều dám chọc huống chi là một bà tử tép diêu. Sau khi mắng xong lại khóc lóc kể lể với lão phu nhân, thím, thím phải giúp cháu, nhất định phải đánh chết đám người vô cáo cháu này. Lão phu nhân nhìn Thủy Di Nương đang ôm chân mình khóc thút thít. Tuy bà biết rằng tất cả những chứng cứ đều chỉ vào nàng nhưng bà cũng chỉ có thể bảo vệ nàng thôi. Nhìn tình hình lộn xộn trước mắt, bà cảm giác như muốn chảy máu não. Thề, nguyên văn từ hiện đại, chảy máu não, nha, các ngón tay đặt trên kỳ trà cũng nắm chặt lại, lạnh lùng nói, hai kẻ xuân xào và mã bà tử âm mưu hãm hại tôn từ cua thầm phủ, lôi chúng ra ngoài đánh 80 đại bản, rồi kéo ra ngoài phát mại. Mã bà tử là người mạnh mẽ, nhìn thấy chính mình và con gái bị Thủy Di Nương vắt tranh bỏ vò thì cũng điên lên, vùng dậy túm lấy tóc Thủy Di Nương, Giơ tay tát vào mặt nàng ta một cái nảy lửa, miệng mắng, ngươi cho là bà già này dễ lừa hả? Ngươi là đồ di nương thối tha, chứ có tốt lành gì đâu. Thủy Di nương bị túm tóc thì cố gắng ngửa đầu ra sau, hai tay đưa lên giật lại tóc mình, hô to, lão phu nhân, mau cứu con, mau cứu con. Một đám xoay đánh loạn cào cào, Bích Bình thật sự nhìn không nổi nên vội vàng cùng Bích Lăng kéo giật tay mã bà tử ra. Ai ngờ Tay mã bà Tử quá mạnh nên không cản được, còn đánh ngược lại lên mặt Bích Bình, khiến cho Bích Bình cũng nổi nóng, dùng sức giật mạnh. Tùy tay mã bà Tử rồi cũng rớt ra, nhưng ót của Thủy Di Nương cũng bị giật mất một mảng tóc. Nàng ta thét trói tai như chim. Lão phu nhân quá phiền lòng, mắt trợn to, vẫy tay giận dữ hết, nhanh kéo người đàn bà tranh chua này với con gái ả ra ngoài đánh. Đánh chết mới tính, rồi tiếp tục phân phó cầm bái thiếp của ta trình lên nha môn chi phủ, đưa tên đại phu học thuật không tinh này qua khởi tố, miễn cho hắn tiếp tục hại người. Lập tức, có bà tử xông lên kéo mã bà tử và xuân xảo ra ngoài, hai bà tử đang kè kè hoàng đại phu cũng lôi hắn ra bên ngoài luôn. Thấy một phòng đầy người giờ đã đi bớt không ít, khuôn mặt vân khanh lại toát ra một tia lạnh lùng, nhìn sang lão phu nhân, ngôn ngữ lạnh như băng, tổ mẫu, Ngài làm vậy là chuẩn bị lôi hết nhân chứng đi nhằm che giấu chuyện hôm nay Thủy Di Nương đổi dược của Tommy phải không? Nếu hôm nay kẻ chủ mưu sau màn là Nương, liệu Ngài có cho qua một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 128, Tả Thị Phát Huy, Đạp Đổ Thủy Di Nương một. Lão phu nhân vốn muốn đổ diệt việc này lên người Xuân Sảo và Mã Bà Từ là được rồi ai ngờ vân khanh không tính bỏ qua dễ dàng như vậy mặt lão phu nhân hiện rõ vẻ xấu hổ nhìn lướt qua cảnh hữu thần tỉnh queo ngồi ở một bên nói trong nhà còn có khách chuyện này nói sau khách mắt vân khanh không hề rời sang chỗ khác mà vẫn nhìn thẳng vào mặt lão phu nhân vị khách này đã xem hết toàn bộ quá trình rồi ta nghĩ chắc hắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng cảnh hữu thần lạnh lùng xem hết vở diễn Giờ thấy mọi người cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của mình thì tuy Thẩm Vân Khanh không hy vọng hắn phân xử cái gì nhưng nàng cũng chờ lời nói của hắn. Vì thế đứng lên thi lễ nói, ta cho rằng lão phu nhân nhất định sẽ đưa ra phán xét công bằng. Thật đúng là tự coi mình cứ như là khách quý, ngồi ở trong nhà người ta, thấy chuyện rắc rối xảy ra thì cũng không chịu hiểu chuyện mà cáo từ, đúng là ra mặt đủ dày lão phu nhân có để ý hắn ở đây hay là không ở đây đâu, chẳng qua chỉ muốn lấy hắn làm cái cớ mà lấp liếm chuyện hôm nay của Thủy Di Nương mà thôi. Giờ nghe hắn nói chuyện không thức thời như vậy thì sắc mặt bà cũng có hơi khó coi. Vân Khanh nhìn lão phu nhân, lạnh nhạt mở miệng, tổ mẫu, tùy mẫu thân vẫn chưa sinh ra được tôn tử cho ngài, nhưng nhiều năm qua mẫu thân vẫn đều cẩn thận hầu hạ ngài, chiếu cố phụ thân, để ý chu đáo toàn bộ thẩm phù. Chuyện hôm nay cháu gái cảm thấy thực quỷ khuất, vì sao ngay từ đầu khi Xuân Sảo chỉ chứng là mẫu thân sai khiến nàng ta thì ngài liền nói là muốn hưu bỏ mẫu thân. Nhưng đến khi sự thật được vạch trần là do Thủy Di Nương gây nên thì ngài lại chỉ để những kẻ tay sai như Xuân Sảo gánh tội thay. Nếu thân tình giữa ngài và Thủy Di Nương có thể cho nàng ta cái quyền làm chuyện ác mà không bị phạt thì đúng là cháu gái cũng không còn lời nào để nói. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng vào tay lão phu nhân lại giống như sét đánh. Bà hốt hoảng nhìn cháu gái lưng duỗi thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc chính trực đứng trước mặt, rồi lại nhìn Thủy Di Nương nằm dưới chân bà khóc như suối, trần trư mở miệng, nếu bọn Xuân Sảo đã bị xử phạt. Tổ mẫu, nếu ngài cảm thấy chứng cớ và nhân chứng còn chưa đủ rõ ràng chính xác mà cần thêm nhân chứng khác, vậy cháu gái có thể tìm đến cho ngài chủ cửa hiệu thuốc đã bốc thuốc, mã phu đã đưa thuốc đi bọn họ đều có thể chứng minh đến tột cùng là ai sai khiến chuyện này. Sắc mặt Vân Khanh thập phần lãnh đảm, cắt ngang lời nói bao che của lão phu nhân. Lúc này đây, nàng hoàn toàn không có ý định nói năng lựa lời với lão phu nhân. Tổ mẫu là trưởng bối của nàng, nàng đúng ra phải hiếu thuận. Nhưng tạ thị là mẫu thân của nàng, so giữa hai người, phân lượng của tạ thị trong lòng nàng đương nhiên là nặng hơn nhiều so với một lão phu nhân không biết phân biệt thị phi. Thiên Tín thiên vị đứng trước mắt. Nghe những lời nghiêm túc này, lão phu nhân biết ngay là hôm nay cháu gái này quyết tâm sửa trị Thủy Di nương, nếu bà muốn qua loa cho qua thì e là không được. Vân Khanh lại nói tiếp, ta biết Thủy Di nương là cháu gái họ xa của ngài, trong lòng ngài đương nhiên muốn chiếu cố nàng ta nhiều một chút. Nhưng nàng ta hôm nay làm việc xấu chứ không phải là do Vân Khanh cố tình muốn nhằm vào nàng thứ nàng ta muốn chính là trừ bỏ cốt nhục của thẩm gia chúng ta, còn muốn vu hãm chủ mẫu của một nhà, thế mà lão phu nhân còn không xử phạt mà cứ thế tha bồng cho nàng ta. Làm như thế không lẽ ngài muốn nói cho các di nương và bọn hạ nhân trong phủ rằng cốt nhục của thẩm gia cho dù ở trong mắt lão phu nhân ngài chẳng qua cũng chẳng là cái gì, bất quá kéo vài người chịu tội thay là có thể đầu xuôi đuôi lọt sao. Đầu lão phu nhân như bị đánh mạnh vào đến choang váng, Giờ mới sực nhớ tới Tommy đang nằm ở bên trong, trong bụng là tôn tử mà bà chờ mong đã lâu, suýt nữa là bị chất nữ họ xa này hạ dược hại chết. Bà thiếu chút nữa thì quên việc này. Lúc nãy, bà bị chuyện của tôn tử làm cho tức giận mà đùng đùng chỉ trích Tạ thị, sau lại không biết vì sao mà chăm chăm lo che chở cho Thủy Di nương. Nếu nói bà có quý có mến với Tạ thị thì tuyệt đối không phải mà là bị lời nói của Vân Khanh khiến giật mình tỉnh táo lại. Nếu hạ nhân trong phủ học theo cũng kê đơn người mang thai như vậy, thì từ nay về sau thẩm phủ cũng đừng có mơ rằng sẽ có tôn tử nữa, không khí trong toàn phủ cũng sẽ cực kỳ bại hoại. Cho dù muốn sửa trị thì bọn hại nhân cũng sẽ không phục, lấy chuyện của Thủy Di Nương ra cãi chảy cãi cối mà tác quái. Bà híp lại đôi mí mắt, nhìn xuống Thủy Di Nương đáy mắt bật ra hai tia sáng sắc bén. Chất nữ này thật đúng là quá đáng. Ánh mắt của bà làm cho Thủy Di Nương còn đang giả vờ đáng thương sợ tới mức vội vàng buông tay ra, dập đầu trên đất nói, lão phu nhân, lão phu nhân, tỷ thiếp biết sai rồi, tỷ thiếp biết sai rồi. Cầu xin lão phu nhân bỏ qua cho tỷ thiếp. Thủy Di Nương, bản thân ngươi là Di Nương của thẩm phủ mà không biết suy nghĩ cho thẩm phủ, đã vậy, còn cấu kết hại nhân nguy hại đến con cháu thẩm phù. Hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Người đâu? Kéo thủy di nương ra ngoài đánh 40 đại bản. Lão phu nhân cao giọng kêu. Tạ thị đứng một bên ho khan vài tiếng, sắc mặt xanh sao lại mang một ý cười mỉa mai, thủy di nương là kẻ chủ mưu, ngay cả xuân xào đều bị 80 đại bản, thế mà nàng chỉ bị 40 đại bản. Mẹ chồng thật không công bằng chút nào. Hôm nay lòng bà đã lạnh. Lão phu nhân cay độc chửi mắng bà ngay trước mặt hạ nhân và người ngoài, thậm chí còn nói muốn hưu bà. Bà là chủ mẫu một nhà, còn mặt mũi nào mà sống? Mọi lần, xử lý trong phủ thì có phạt thế nào cũng chỉ xem là mẹ chồng phạt con dâu, bà không có gì oán trách. Nhưng hôm nay làm đến mức này, bà thật sự không thể chịu đựng được nữa không thể sinh con trai cũng không phải là lỗi của bà. Bà phải gồng mình làm người tốt cả hai đầu để che giấu dùm cho thẩm mậu cũng được đi. Thế mà giờ bà bà còn nói muốn hiu bà. Đây là một sự lăng nhục rất lớn đối với một nữ nhân. Cho nên cách nói chuyện của bà lúc này cũng không còn dịu ngoan cung kính với mẹ chồng như ngày xưa. chương 129, Tạ Thị Phát Huy, Đạp Đồ Thủy Di Nương, 2 Lời này truyền vào tay lão phu nhân khiến bà rất khó chịu. Nhưng tưởng tượng lại mới vừa rồi chính bà nói muốn hiu con dâu. Còn đối với di nương thì ngược lại chỉ có 40 đại bản. Nên liền tiếp lời, đánh xong quăng vào từ đường. Cho nàng ngoan ngoãn ở trong đó tụng kinh niệm Phật. Sao chép đủ 100 lần, pháp hoa kinh, 3 tháng sau xét lại biểu hiện mới cho ra. Vốn đánh 40 đại bản là đã đủ khiến cho người ta chết khiếp. Thủy Di Nương vừa muốn mở miệng cầu tình thì ai ngờ tạ thị lại nói lời mỉa mai khiến lão phu nhân lại thêm vào hình phạt. Từ đường lạnh như băng này mà vào ở trong đó những ba tháng sau thì sợ là lão gia cũng không nhớ rõ mặt mũi nàng ta như thế nào ấy chứ. Nàng ta không muốn ở đó đâu nha, lão phu nhân, tỷ thiếp. Thủy Di Nương còn muốn mở miệng cầu tình, tạ thị liền lạnh lùng liếc xéo nàng. Thủy Di Nương, tội danh vô hãm chủ mẫu là cái gì chắc người cũng rõ xem ra ngươi ngại thời gian suy ngẫm quá ngắn cảm thấy ba tháng thật sự chưa đủ vậy ta liền thỏa mãn tâm ý của ngươi thêm vào một tháng nữa đi chắc cũng đủ cho ngươi bình tĩnh suy nghĩ đây là lần đầu tiên tạ thị triển lộ uy nghiêm của một đương gia chủ mẫu ngay trước mét lão phu nhân trực tiếp định thêm tội cho thủy di nương thủy di nương sốt ruột ngừng đầu nhìn lão phu nhân vẻ mặt cầu xin lão phu nhân ngài chỉ cần tì thiếp ở ba tháng mà nàng lại Nàng ta còn muốn nói Tạ thị không để lão phu nhân vào mắt, nhưng không biết rằng lão phu nhân nhìn đến nàng ta thì đã cảm thấy phiền chán. Thật sự là kẻ chẳng biết tốt xấu, đến nước này rồi mà còn không nhận thức được lỗi lầm của bản thân. Nói thế nào hiện tại Tạ thị cũng là đương gia chủ mẫu. Hôm nay nàng ta đã hành sự đuối lý, bà định tội như thế đã là nhẹ nhất cho nàng ta rồi, nếu là người khác, hừ. Lão phu nhân khoát tay, chặn lời nàng ta xoay đầu đi không hề nhìn nàng ta nữa giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ mệt mỏi việc này cứ định vậy đi nếu ngươi còn nhiều lời sẽ gấp đôi thời gian phạt bốn tháng gấp đôi chính là tám tháng tương đương hơn nửa năm đều phải quanh quẩn trong từ đường không được ló mặt ra ngoài thủy di nương nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của lão phu nhân thì liền câm bặt không dám nói thêm câu nào nữa mà quỳ trên đất nghẹn ngào lúc này nàng ta thật sự thương tâm từ đường kia không phải là chỗ dễ sống, điều kiện so với giao hoa vỉa của nàng kém xa cả trăm cả ngàn dặm, bên trong lạnh như băng, tối âm u, chỉ bày toàn bài vị của liệt tổ liệt tông thầm ra. Đã vậy, nàng ta còn phải ở bên trong mà tụng kinh, sao kinh Phật nữa? Nàng ta ghét nhất là làm mấy thứ này, sao mà buồn tẻ vô vị, nhàm chán đến cực điểm. Cái mà nàng ta cảm thấy nhàm chán đến cực điểm thì những người khác đã cảm thấy nàng ta may mắn quá rồi nếu không có lão phu nhân che chở, dám làm loại chuyện này trong phủ khác thì sợ là đã bị trực tiếp đóng gói đuổi về nhà mẹ đẻ rồi không chừng. Lão phu nhân nói xong liền đứng lên, vương ma ma nâng lão phu nhân nét mặt lo lắng đi đến trước mét tề đại phu, hỏi, tề đại phu, mới vừa rồi hoàng đại phu đã khám cho thông phòng có thai kia rồi, nhưng nói là không thể nào cứu được. Người bắt mạch lại xem thế nào được không? Tóm lại, bà vẫn còn hy vọng vào bụng của Tommy. Vốn trong thâm tâm bà đã chấp nhận tình huống xấu nhất, nhưng chợt nhớ Hoàng Đại Phu kia là bị Thủy Di Nương mua chuộc được, là kẻ không đáng tin cậy, nên trong nỗi tức giận vẫn đồng thời mang theo hy vọng, mong là chỉ trần đoán sai. Có bệnh nhân thì đương nhiên Tề Đại Phu sẽ khám, liền theo lão phu nhân đi vào trong, xem lại mạch thai cho Tommy. Còn Vân Khanh cũng đi đến bên cạnh tạ thị, hổ phách nhường chỗ vân khanh gật đầu nở nụ cười với nàng một chút rồi bước lên phía trước đỡ tạ thị thân thiết hỏi nương thân thể ngài có vấn đề gì hay không sắc mặt tạ thị dù trắng bệch nhưng so với vẻ tức giận bất lực trước đó thì giờ đã đỡ hơn nhiều mỉm cười nói nương không có việc gì đi vào xem tô mi như thế nào đến lúc này mọi người mới nhớ tới thân thể tô mi đợi tề đại phu bắt mạch xong lão phu nhân vội vàng hỏi có cứu được không Tề đại phu gật đầu, nàng uống lượng thuốc cũng không lớn, mặc dù hỏa tính khiến cho động thai, nhưng ta sẽ khai thuốc giải, sẽ không còn trở ngại. Hắn nói xong, lại nhìn gói thuốc dưỡng thai, nói, nếu uống hết gói thuốc có đủ liều nhục quế này thì sợ là hết cứu. Trần Mama nghe vậy, lập tức nói, hôm nay cô nương ngồi xe ngựa hồi phủ, trên đường ói ra hai lần, chắc là đã nhổ ra hơn phân nửa lượng thuốc. Tại thời điểm đó bà còn lo lắng, Tính sau khi về thì lại nấu một thang nữa cho Tommy uống, không ngờ nhân họa được phúc, lại cứu Tommy cùng Thai Nhi một mạng. Hèn gì, ta cũng nói sao lượng thuốc này thiếu mất một nửa. Thì ra là thế, Tề đại phu nhân cười nói. Lão phu nhân nghe vậy xong thì nét mặt lo lắng lập tức biến thành vui mừng, hai tay chắp lại, nói: "Bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ." Niệm liên tục vài lần xong mới buông tay, nói: "Đại phu vậy phiền ngươi khai vài phương thuốc, nhất định phải thay thẩm phủ bảo trụ đứa nhỏ trong bụng nàng. Lão phu nhân nghĩ gì tề đại phu cũng có thể hiểu được ba bốn phần, liền gật đầu, tiếp nhận cái hòm thuốc trong tai yểu nha hoàn, chắp tay nói, tại hạ nhất định tận sức. Rồi liền đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua tạ thị và vân khanh, ánh mắt tề đại phu lộ ra một tia nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã chẩn đoán thẩm mậu uống phải đoạn từ dược, không thể sinh con nữa nên chắc chắn trong bụng tô mi hoài dựng không phải của lão gia, chẳng lẽ các nàng không biết. Bất quá đây là chuyện hậu trạch nhà người ta, hắn cũng không tiện nhiều lời. Nếu đã đáp ứng không để lộ chuyện này ra rồi thì hắn nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Chương 130, Tạ thị phát huy, đạp đổ thủy di nương, 3. Lão phu nhân vui dạo dực từ trong trong phòng đi ra, nhìn thấy Tạ thị và Vân Khanh thì cũng có chút xấu hổ. Vừa rồi bà nháo một trận như vậy đúng là làm cho bà lúc này có hơi không thể nhìn thẳng mặt con dâu và cháu gái. Liền giả bộ đau đầu nói, ta có chút mệt mỏi, con dâu, vị khách này con đi chiêu đãi đi. Nói xong, xoay người đi vào nội sành. Đối với hành động ta đây của bà, tạ thị cũng hờ hững, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết chứ không trả lời. Sau đó quay đầu mới mở miệng nói với cảnh hữu thần, hôm nay khiến cho cảnh công tử chê cười rồi. đâu có thật ra ta đến không đúng lúc, quấy giày phu nhân. Cảnh hữu thần đứng lên hoàn lễ, nói. Nếu biết chính mình đến không khéo sao không cút sớm chút đi, còn mặt dày mày dạn ngồi ở đây. Đối với một nam nhân như vậy, Vân Khanh thật sự là không thể tưởng tượng được sao kiếp trước mình lại coi trọng hắn. Chắc là vì ở lâu trong nhà mà trồn chân trồn cảng đây. Một người ngoài là nam tử ngồi trong nhà lâu như vậy tả thị hiển nhiên cũng không thích. Thêm nữa hôm nay cho dù về thân thể hay là cảm xúc của bà đều không tốt, nên thản nhiên nói, tiểu nữ cùng đi với ta đến nông thôn hái vài thứ cho tổ mẫu, lại khiến cho cảnh công tử hôm nay phải lo lắng cố ý tới cửa một chuyến, ngày mai nàng sẽ quay lại thư viện đi học. Cảnh hữu thần biết đây là hạ lệnh đuổi khách, vừa muốn chắp tay cáo từ thì thanh âm từ bên ngoài của một tiểu nha hoàn nhất thời hấp dẫn lực chú ý của hắn, phu nhân, biểu tiểu thư lại đây lúc này lão phu nhân đã vào nghỉ tạ thị tạm thời còn trong phòng khách bà thoáng nghĩ một chút rồi mở miệng nói để nàng vào đi tiếng nói vừa dứt tiểu nha hoàn liền vén màn vải thiêu lan lên một mùi hương hoa nhài nồng nặc xộc thẳng vào vì ngưng tử mang giày vải bồi trắng váy dài gợn sóng xanh biếc thiêu vân trắng đi vào nhìn giống như một đóa hoa nhài xinh xắn tươi mát nở rộ trong nhân gian muôn hồng nghìn tía vân khanh cúi đầu nhìn y phục màu đỏ trên người mình lại nhìn làn váy xanh trắng đan sen của vi ngưng tử nhủ bụng người ta thật đúng là biết cách ăn mặc nha tạ thị cũng nhíu mày tuy nói nữ tử sức hương hoa là chuyện thường tình ai cũng làm dù trong hiếu kỳ thời gian để tang chỉ cần không quá phận thì cũng chẳng ai bắt lấy điểm ấy mà nói vào nói ra dù sao vi cử nhân đã cách thế ngự sử cũng không rảnh rỗi đâu mà dâng tấu một nữ tử bình thường nhưng hương hoa nhài chú trọng vào nhẹ nhàng khoan khoái, nồng nặc kiểu này thì lập tức trở thành lỗ mãng không biết xử sự, sự, Có điều, tạ thị thì cần thấy lỗ mãng, nhưng có người lại không nhận thấy điều đó. Cảnh hữu thần chỉ cảm thấy nữ tử vừa tiến vào kia giống như một đóa hoa thơm ngát đang chậm rãi nở rộ, làn váy xanh nhạt tựa như lá cây đang tôn vinh đóa hoa nhỏ xinh trắng ngần này, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trệ vì ngưng tử thực vừa lòng với ánh mắt của hắn đầu tiên hành lễ chào tạ thị sau đó mới nói với vân khanh đã nhiều ngày biểu muội không ở trong nhà ta cảm thấy buồn quá may mà ngươi đã trở lại đa tạ biểu tỷ quan tâm biểu tỷ vừa đến dương châu chắc là chưa quen thuộc với xung quanh đấy thôi chờ sau này làm quen rồi thì không chắc đã còn nhớ ta ấy chứ vân khanh mỉm cười nàng nhớ kiếp trước khi vi ngưng tử vừa tới đây cũng kề cận nàng mỗi ngày để cùng chơi nhưng sau khi lên học đường quen biết được người khác thì đến thời điểm muốn lấy gì đó từ nàng mới có thể lại đây ngồi với nàng một chút còn nàng lúc đó ngày nào cũng phải du rú trong nhà các thiên kim khác tại thành dương châu cũng không nguyện ý kết giao với nàng vì thế trái tim khát khao tình bạn của nàng đặt toàn bộ lên vi ngưng tử ai nào ngờ trong lòng cô ta lại giấu giếm một dã tâm khôn cùng tạ thị đứng một bên sắc mặt thản nhiên cũng nói đến lúc đó ngươi và nương của ngươi có nhà mới cứ mời các tiểu thư tại dương châu đến chơi trong phủ nhiều lần thì mọi người đều sẽ quen thuộc hết thôi nay tạ thị đối với tạ di và vi ngưng từ chỉ còn là sự thản nhiên sẽ không còn quan tâm để bụng giống như ban đầu cách nói năng đều mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt mang tính khách khí là chính những thứ khác trong cuộc sống tuy không cắt xén gì nhưng nhìn trong nhìn ngoài đều mang thái độ kính nhi viễn chi lời bà nói lúc này cũng là để nhắc nhở vi ngưng tử các ngươi sống trong phủ này chẳng qua cũng chỉ là ở tạm mà thôi nét tươi cười của vi ngưng tử nhạt đi nhưng cũng không có cách nào nói tạ thị nói vậy là gây khó khăn cho nàng ta dù sao đang ở nhờ trong phủ người ta thì không thể mời người khác đến chơi là sự thật chẳng qua nàng ta vẫn nén giận được cười nói gì nói phải đúng là hiện nay vẫn còn phải phiền đến mọi người nàng biết thẩm phủ ở Dương Châu nổi danh là thương gia giàu có, hơn nữa tạ thị lại có quan hệ với liễu gia, nên tuy nói là thương hộ nhưng cũng là có danh vọng. Nàng ta không muốn khắc khẩu với tạ thị mà đắc tội với tất cả mọi người. Có phiền toái gì đâu, đứa nhỏ này khách khí quá. Tạ thị nói tiếp, ngươi đang vội tới thỉnh an lão phu nhân đúng không? Đúng vậy, không biết lão phu nhân còn thức không? vì ngưng tử lúc này mới nói ra nguyên nhân nàng ta đến đây chẳng qua việc nàng ta đến thỉnh an chỉ là giả mà thật ra vì lúc ở khách viện cô ta nghe được vân khanh và tạ thị đã trở lại đang bị lão phu nhân giáo huấn thì liền muốn đến đây để nhìn xem hai mẹ con này không hay ho cỡ nào tiếc là đã bỏ lỡ trò khôi hài lần này thủy di nương chẳng những không đẩy ngã được tạ thị khỏi vị trí chủ mẫu mà ngược lại còn bị bắt xuống đánh rồi đưa đi giam lòng nghe tiếng đại bản đánh vào da thịt cách đó không xa trong viện, vi ngưng từ thầm mắng Thủy Di Nương là kẻ ngu xuân. Một cơ hội tốt như vậy mà cũng không xô ngã được tạ thị, bị đánh là đáng. Có một ngày, cô ta đi tỉnh An gặp được Thủy Di Nương, liền nương theo lúc nói chuyện phiếm mà biết được trong thầm phù còn có một thông phòng mang thai bị tạ thị đuổi ra thôn trang. Trong lòng cô ta lúc đó mừng như điên, cố ý ám chỉ Thủy Di Nương một phen, lợi dụng cơ hội này để lật đổ tạ thị vốn thủy di nương lúc ấy không tính làm như vậy dù sao có sinh được đứa nhỏ về đây thì cũng không sánh bằng tình cảm của lão phu nhân dành cho nàng ta được nhưng sau đó lúc thủy di nương nổi nóng bị la mắng một chút khi về mới hiểu được ý tứ của vi ngưng tử kiếm cách cho tạ thị đi thôn trang đón tô mi về rồi tìm người kê đơn xóa rớt đứa bé trong bụng tô mi giá hỏa cho tạ thị như vậy đứa nhỏ của Tommy không có, có quay về cũng chỉ là một cái thông phòng, đương nhiên không thể so với một di nương như nàng ta. Hơn nữa, đẩy ngã được tạ thị, nàng ta còn có cơ hội leo lên làm chính thất. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, mưu kế bị Vân Khanh khám phá được, đổi ngược lại gói thuốc, nên thất bại trong gang tấc. Một cơ hội tốt như vậy, chẳng qua vì vi ngưng tử không muốn trực tiếp đắc tội với tạ thị và Vân Khanh đó thôi. Chứ việc này mà cô ta tự nhúng tay vào thì đã khác. Dựa theo lời của mẫu thân, Thẩm Mậu Nguyên bản là muốn xin cưới nương, nhưng lại bị Tả thị đoạt đi cơ hội. Chỉ cần Tả thị bị hưu, chẳng phải nương sẽ có cơ hội ngồi trên vị trí này hay sao? Như vậy, tất cả mọi thứ của Thẩm phủ đều là của cô ta. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn